Thưa quý vị và các bạn, trước những băn khoăn lo lắng của người tiêu dùng về sản phẩm Lucin, một trong những thương hiệu mỹ phẩm đang có mặt tại Nghệ An, mới đây thì cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra cơ sở phân phối nhãn hàng này. Theo đó, lực lượng quản lý thị trường Nghệ An phối hợp với đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Vinh đã tiến hành kiểm tra cửa hàng phân phối sản phẩm tại số nhà B5, đường 2F, khu đô thị mới Cửa Tiền, phường Vinh Tân, thành phố Vinh. Đây là đại lý phân phối độc quyền sản phẩm Lucin tại Nghệ An. Theo bà Nguyễn Thủy Dung, giám đốc kinh doanh khu vực Nghệ An, quá trình kiểm tra, đại diện nhà phân phối đã cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý cũng như giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và chất lượng sản phẩm. Đoàn quản lý thị trường và công an thành phố Vinh đã kết luận rằng là sản phẩm của Lucin của bọn em là đủ giấy tờ pháp lý rõ ràng, công bố rõ ràng và có tem và nhãn mác và cái công bố về để đủ chất lượng để ra thị trường. Cái mục tiêu của em đến với cái nhãn hàng này là mang đến cho khách hàng sự lựa chọn tốt nhất cho làm giá và mang đến cái sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và có cái kiểm định chất lượng và có cả cái thành phần hoạt chất để giúp cơ chế răng để làm cho giá khách hàng trở nên ổn định và đẹp hơn. Sau một thời gian ra mắt, Lucin công bố nhiều sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da hướng tới đáp ứng nhu cầu tại các cơ sở làm đẹp, spa. Ngoài ra, công ty cũng công bố việc đầu tư công nghệ hướng đến tạo ra các sản phẩm làm đẹp mới, đột phá và phù hợp với làn da châu Á. Và mới đây, thương hiệu mỹ phẩm Lucin chính thức đã được chứng nhận top 10 thương hiệu nhãn hiệu nổi tiếng đất Việt 2022. Sau một thời gian thì trải nghiệm cái hàng Lucin này thì thấy nó phù hợp với cái giá của mình là người Việt Nam. Nên em thấy dùng vào thì em cũng có một số nám thì nó có mơ nám đi và da nó căng bóng. Và em quyết định là sẽ sử dụng cái sản phẩm Lucin này là dưỡng da lâu dài. Sau khi được bạn giới thiệu cho về sản phẩm Lucin thì em đã trở nên căng bóng và khỏe. Trước đấy thì em có hay có nếp nhăn ở hai bên mông mắt. Thì sau một thời gian sử dụng thì nó đã căng bóng da lên và mơ hẳn đi ạ. Hiện nay, nhãn hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ là một trong những vấn đề nhức nhối của xã hội. Hệ lụy tiêu cực mà nó mang lại là không nhỏ. Vì vậy, việc các quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm, trong đó có mặt hàng mỹ phẩm, sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe, tài chính và quyền lợi của người tiêu dùng. Qua đó, tăng tính minh bạch của thị trường hàng hóa và uy tín của các nhà sản xuất kinh doanh chân chính.